Hello, welcome back to my channel. Start again, go. Các bạn cùng mình khám phá tất cả đầu tiên nào. Slender nha, giờ xem là. Okay. Sẽ ấn vào cánh cửa chính này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, trường quét hồ ba. Thank you.
Chapter 3. Ở từ game này thì có hai cái trốn. Cái trốn thứ nhất đó là các bạn có thể mở bằng cánh cửa chính này, và cái trốn thứ hai là các bạn có thể chạy bằng chiếc tàu. Một chiếc tàu ở dưới tầng hầm.
Ok. Tiếp đó thì mình sẽ lên trên tầng 3. Ở đây xem có gì không. Không có gì. Mình sẽ nhặt những viên sỏi ở đây. Viên thứ hai. Xem căn phòng này có gì không.
một tấm gỗ, ok. Tiếp tục, đó là lấy một cái đòn bẩy. Khâu ba. Let's go. Còn một chú gấu bông thì mình vẫn chưa tìm thấy đâu. Không biết chú gấu bông này đang ở đâu.
Mở xem trong này có gì không. Đây rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư, Hour of Slenderia. Let's go.
Rồi, Slenderilla X. Các bạn sẽ phải tìm những chiếc chìa khóa. Tiếp tục tiến sâu bên trong. Tìm hết ở tầng 1 của lâu đài này, các bạn hãy lên trên tầng 2. Có tiếng đi của nhện. Trên tầng 2. Tiếp tục đi sâu bên trong. Một cái game khá khó các bạn nhé. Đây là trong những cái game ma. Rất là khó. Và cần độ khó cao. Và các bạn cần độ nhớ cao. Ở đây thì sẽ có một cánh cổng xanh. Các bạn sẽ phải tìm một bà Granny. Và bà ta đang bị giam. Từ đó thì các bạn sẽ lấy được chiếc chìa khóa màu xanh đó và mở ra. Cứ như thế các bạn sẽ đi tìm kiếm. Ok. Và khi có chiếc chìa khóa xanh blue cây đó thì các bạn mới mở được căn phòng này ra. Các bạn phải tìm bà Granny xem bà ta đang rỗ ở đâu. Đang rỗ ở đâu. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Sitting here free.
bạn sẽ phải tìm kiếm cái ngôi nhà, và trong cái ngôi nhà đó thì sẽ có những câu hỏi, lúc đó thì bạn sẽ trả lời từ câu hỏi cho từng ngôi nhà. Và khi trả lời đủ 3 câu hỏi thì các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng và hoàn thành chốt công việc này. Bỏ xuống hiên ở đây. Rồi, khi ông ta phát hiện các bạn chỉ cần ký chiếc máy bay. Và đó thì ông ta sẽ nghe cái chiếc máy bay. Và đây thì còn 2 chiếc máy bay thôi. Mình sẽ tìm ngôi nhà này xem có tìm được gần không. Ok, đây rồi. Câu hỏi đầu tiên. Số 2 thì sẽ chọn là đây đi. Xanh. Rồi. Xanh là 3 đây. Ok. Xanh 5 chứ. Số 2. Đó, và các bạn tìm ngôi nhà như thế, tìm câu hỏi số 3. Sau đó thì các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng và hoàn thành được cho tôi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Scary Granny. Oh my gosh. Giật mình. Mở trong cái cửa này nào. Trong này là một cái gì đây? Một cú bi. Chiếc quần bi. Tiếp tục. Lên trên tầng 2. Các bạn cần lấy một chiếc chìa khóa. Thank you.
Ok, và mình sẽ chuyển sang là game cuối cùng. Bạn đang nên biết gì? Chết rồi, bà ta là ngoài đây. Oh my god, không chạy luôn. Oh. Ok, mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.